Sau bằng nhập xin chào các bác. Trong clip này em lại giới thiệu các bác tiếp một con lọc khí khử khuẩn, khử mùi bù ẩm của hãng Daikin. Con bên em bán rất là chạy vì cái mẫu này nó về kinh tế bây giờ nó khá là vừa phải. Lại phần tính năng của nó lọc hai cột lọc tĩnh điện kết hợp với màng HEPA và nhiều mẫu mới bây giờ không có đâu các bác ạ, kể cả Daikin nhá, những cái mẫu đời mới giờ nó không làm đâu, ăn bớt hết rồi. Đấy, trên mẫu này bán rất là chạy. Chiếc này thì về hình thức còn khá là đẹp các bạn, ngoại hình trắng trẻo như trên clip các bạn nhìn nhé. Mọi chức năng hoạt động ok ngon lành. Hình thức thì bên em con này vỏ nguyên, không có sơn si gì, trắng đẹp. Hai bên đầu hồi mọi thứ nói chung là hình thức ổn thôi nhé. Với cái tầm tiền con máy này thì nó là sự lựa chọn ok đấy. Em quay các cái góc cạnh cho các bác để các bác nhìn cho nó rõ. Đấy, con máy bên em bán ra nó như thế nào thì quay clip nó là như vậy thôi ạ. Chứ cũng không có chỉnh sửa video hay làm gì cả. Đây là phía mặt sau của máy. Mình bán thì cứ coi như nào mình bán thẳng thừng thế thôi ạ. Chứ còn cũng không có cái gì phải giấu giếm các bác nhé. Clip series máy 2277 đời 2014. Là đời cuối cùng của Daikin đồng hồ vuông 75W, sử dụng được cho phòng khoảng 50m2 đến 55m2 đổ lại các bạn nhé. Hình thức đẹp. Em test các cái tính năng trên máy cho các bác này. Đây là cái phím giữ 2 giây thì khóa cho em, hoặc là các bác bấm từng nhát một thì sẽ là tắt đèn. Đấy, hẹn giờ tắt này. Có chế độ lọc nhanh trong vòng 1 giờ này. Hẹn giờ bật này, 4 giờ, 6 giờ, 8 giờ này. Công nghệ Eco sẽ tiết kiệm điện này, tắt bật ion này, chế độ lọc khí nhanh này, lọc khí khử mùi nhanh, chế độ bù ẩm này, các cấp độ bù ẩm khác nhau, chế độ lọc khí này, nhanh chậm tự động, turbo, đã đầu biến áp điện 220V rồi, công nghệ timer. Đây. Con này thì em để mã số 12, đằng trước các bác nhìn thấy là đèn báo phần trăm độ ẩm ở những cái ngày các bác dùng điều hòa ấy. Dùng điều hòa thì cái độ ẩm nó rất là khô. Đấy thì nó rất là độ ẩm thấp thì các bác cho nước vào cái bình này nhé. Các bác bù ẩm. Đấy. Còn bên này đèn báo cảm biến bụi, cảm biến mùi. Đang xanh này là sạch nhé, đỏ là bẩn. Đây nội thất bên trong máy các bác nhá, bên trong khoang máy này. Các bác nhìn những cái đời Daikin đồng hồ vuông này thì nó có hai cột lọc tĩnh điện này. Đối với những cái model đời mới bây giờ, ở nhiều model đời cao nhưng mà họ đã bỏ cột này rồi vì là nó sản xuất ra khá tốn kém, cho nên họ sẽ cắt giảm đi để giảm chi phí của máy. Cho nên là mấy cái mẫu này các bác nhé vẫn được rất ưa chuộng. Bên trong này là cái màng HEPA đã thay mới rồi. Đây. Còn ngoài là màng thô. Con này nó 5 lớp màng lọc, màng cột tĩnh điện này. Màng thô là 2 này, màng HEPA là 3, màng than hoạt tính bên trong là 4 và timer khử khuẩn là 5. Máy rất sạch sẽ nhé các bác nhé. Động ok, mọi chức năng ngon này. Bên dưới này là khu vực bình nước bù ẩm, em mở cho các bác xem này. Bình nước to, bù ẩm, lâu hết nước nhé. Phao màng rất là mới sạch sẽ này. Màng tàu ẩm sạch đẹp này. Đây. Nguồn nước màng tàu ẩm. Trước này thì hiện tại bên em đang bán 2,6 triệu, bảo hành 1 năm cho các bác nhé. Giá chưa phí vận chuyển. Đã được đầu biến áp điện 220V rồi, ship hàng toàn quốc, không bao ship. Các bác ở xa mua thì các bác đặt cọc trước em 500.000 nhé, nhận hàng kiểm tra đúng hàng đã đặt thì các bác thanh toán nốt cho bên giao hàng.